Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bow New Camry. Danh bảo hiểm Obamacare xin gọi 714-873-2004. The Jenga Resort and Casino Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 HT Learning Center Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi Hoàng Trọng Thùy xin và Lập Sơn xin trân trọng kính chào quý cái tính giả chúng tôi lo ra nãy giờ ngồi nói chuyện đã banh với anh Trọng không mà chị gửi lời chào Lập Sơn ngày hôm nay. Em chào anh chắc có có lẽ là Lập Sơn bé tí quá cho nên không thấy Thôi, em ngày không hôm nay. Thấy, Rõ Rõ tôi, tôi thấy hình ảnh anh. hình ảnh của Đoàn Trọng không à? Sorry. <laughs> anh, anh, Đoàn Trọng ảnh hưởng lớn quá. Cả <laughs> em và anh đều bị ảnh hưởng. <laughs> Thưa quý vị chào đón quý vị đến với uh, chương trình ngày hôm nay. Lập Sơn biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày thứ tư anh. Nhưng mà có, có hôm nay là ngày 1 tây tháng 7 và và là bước vào mùa hè. Không. Và ngày gì nữa? Ngày rằm, rằm. Ờ. Cho nên là, nó Lâu, có, là đúng, đúng, nhiều không cái gì rất đúng, là quan trọng à, Tối hôm qua đạp sân có thấy trăng đẹp không? À, không, em không có thời gian để ngắm trăng Cái thứ nhất, cái thứ hai, có may mà mình đâu có thấy trăng được đâu Ồ, oh, trăng hôm qua đẹp lắm, như vậy là đúng là lo Anh vẫn là có là thời lo gian cái để ngắm chuyện, trăng, ngắm sao Không mà. phải đi ra đi vô đó, thì nhìn à. bất chờ thấy Nhưng mà mây thì bao phủ khá nhiều yeah, vâng. Hôm qua đạp sân nói rằng đang làm việc thì nghe tiếng uh, sấm y ẩm à. rất nhiều thời tiết Cali rất là lạ thưa yeah, quý vị yeah. buổi sáng yeah. thì mình thấy trời trong xanh không Đúng gió ơi. và không mây tới buổi trưa đó ngay văn phòng của em nằm ngay đường hai với đường buster thôi đó mà mây kéo tới ủng ủng trời tối đen yeah. rồi nghe là thunderstorm kia. là nghe sấm chớp trong lòng mình cứ tưởng là mưa thật là lớn mà rất là um, cứ mình cứ um. hy vọng là sẽ có một yeah. cơn mưa lớn chẳng những để cho Cali nó đỡ bị hạn hán mà cho um. cái xe em nó sạch nữa hôm qua thì chúng tôi ghi nhận được bản tin họ nói rằng cái hiện tượng El Niño uh, diễn ra trung bình khoảng 10 năm một lần wow. và các nhà khoa học ra họ hy vọng từ bây giờ cho tới sang năm hiện tượng El Niño sẽ đến với uh, California anh giải thích rõ thêm cái hiện tượng El Niño El Niño một năm thì cái hiện tượng nó nó di chuyển từng khu vực một uh -huh. và nó mang theo mây mù, cái luồng áp suất À, đi vào trong các khu vực và điều đó có nghĩa là sẽ nếu mà những cái quốc gia nào đã mưa thì nó mưa kinh hoàng luôn wow. và thường phần lớn là mang một cái lượng nước mưa rất là lớn đến wow. mưa bão rất nhiều nhưng mà California lại cần trong khi các tiểu bang khác ví dụ như Texas trong yeah. thời gian qua có thể cũng ảnh hưởng vì cái hiện tượng El Nino uh -huh. Texas là mưa lũ không? Chúng tôi gặp những người thân bên Houston họ nói rằng chưa có năm nào mà mưa nhiều như vậy ở khắp mọi nơi. Đến bây giờ vẫn còn mưa, mưa lũ lụt rất ừ. nhiều và hy vọng rằng hiện tượng El Nino này sẽ giúp cho California. Theo dự đoán thưa quý vị, đến năm 2017 là có thể là mùa mùa đông 2016. Mùa đông 2016 tức là sang năm á. Dạ yeah, vâng suy nghĩ gì? à đang mới ra 2015 mà anh nói từ 16, Không, 17 thì, thì phải vì cái hiện tượng eo Nino Thêm nó là... có thể diễn ra từ bây giờ cho tới kéo mùa hè, dài kéo dài sang năm à, okay. và như vậy sẽ chút một lượng nước mưa và tin vui là kết thúc hạn hán. California wow, cũng hy vọng là vậy bây giờ thì chỉ có dự đoán thời tiết thôi và kết thúc yeah. hạn hán sẽ mang lại cái nét mỹ miều cho các đường phố của miền nam california lý do là bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều các đường phố và nhiều nhà dân bây giờ đó họ vẫn để cho cỏ bị chết yeah. cháy Cây luôn. khô cỏ chết yeah. Yeah. Vâng. và nhưng uh, hạn hán cũng là một cơ hội để có nhiều người làm giàu được những người cách nào, anh? bán cỏ giả Oh, yeah. Tôi mới nghe, nghe được cái quảng cáo bán cỏ giả rồi uh, giá uh. và nhiều thành phố bây giờ họ có cái chương trình rebate Hoàn tiền lại với những gia đình nào mà không sử dụng nước tưới gia đình mình nữa Và uh, cỏ giả họ nói rằng bây giờ họ cái kỹ thuật làm bây giờ Cỏ giả đã được bảo đảm từ 10 tới 20 năm luôn Không wow. cần phải chăm sóc gì hết wow. Tháo hết các cỏ thật đi uh -huh. Lắp cỏ giả xuống là không còn phải lo cắt tiết kiệm rất thực sự nếu mà trong vòng 10 năm tới 20 năm tiết chúng ta tiết kiệm rất nhiều rất là nhiều tiền tiền cắt cỏ là tiền maintenance mà nhưng mà bên tiền cạnh nước. đó bên cạnh đó cái cỏ giả mình có cần phải maintenance phải giữ cho nó sạch không, sẽ không mà không 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 làm là... gì hết họ nói rằng chứ cứ độ vài năm hoặc là giống như là xe hay là uh, sơn một cái gì đó dạ. cái ngoài nhà của mình mình sơn cũng được không sơn cũng được thì có một cái loại nước sơn đó xịt nó lên thôi oh. À, họ bán luôn cả có loại nước sơn nó chỉ cần xịt lên thôi những cái chỗ nào mà bị uh, chó mèo nó tới đó thì nên em, phải em xịt không mường tượng ra được bởi vì cỏ giả <laughs> nó giống như một cái tấm thảm trải. Ô đẹp lắm. Che tôi lên, tôi nhìn không? thấy rồi bây giờ nó làm mềm bằng một cái loại ni uh, nhựa rất là tốt. Nhưng khi mà nó bị bụi, bị cát thì anh vẫn phải clean như thường. Không thì nhưng mà nó dễ lắm. Nó ngoài đường mà. Nó dễ dàng hơn ừ. nhiều và à, cái hệ thống mà họ nói rằng drainage đó, ừ. tức là thoát nước đó, ừ. rất là tốt. Ừ. Và ngày hôm nay thì hôm qua mình thiếu mất cái vụ mà cơ hội trời mưa mà mình không ai nghĩ là cơ hội ừ. trời ừ. mưa xảy ra 10 tới 20 phần trăm và đã có mưa ở vài nơi. Ừ. Santa Ana, mưa... Westminster có dạ, mưa. Có mưa, kiểu um, như là rất từng hạt, từng hạt giống như mưa phồn thôi. Một phồn thôi không phải là mưa nữa. Chị yeah, mưa yeah. như vậy làm giơ xe nhiều yeah, hơn. Dạ đúng rồi, phải bởi vì em mới cầu mong cho mưa lớn. Và yeah. ngày hôm nay theo dự báo thời tiết từ một tuần lễ trước đó, hôm nay sẽ là ngày nóng nhất của tuần lễ này, yeah. nhưng mà xem ra thì không đến độ. Càng ngày mà. nó càng thay đổi là bởi vì yeah. hôm nay sẽ có rất là nhiều mây thưa quý vị. Vâng. Hiện bây giờ ở ngoài trời rất là nhiều mây. Và hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ là 82 độ. Um, tối ngày hôm nay nhiệt độ sẽ hạ xuống là 66 độ thưa quý vị độ ẩm trung bình sẽ là 58 phần độ ẩm Tuy nhiên chỉ số UV mình nhiều mây nhưng mà vẫn là 10 trên 10 à, mặt trời mọc ở 5 giờ 46 phút sáng và lặn ở 8 giờ 7 phút tối à, sang ngày mai đó thì quý vị thấy nhiệt độ sẽ hạ xuống từ từ à, hôm nay là mình không có mưa nha nhưng mà để thử xem sao nó có thay đổi hay không tối hôm qua thì ở Laguna Beach có hiện tượng sấm chớp rồi họ nói rằng bão storm nhưng ừ. mà rồi có gió giật mạnh không Giống như là tropical yeah. gì và ngày mai thì như thế và nào và ngày mai thì là 79 độ hạ xuống cho tới thứ sáu thứ bảy và chủ nhật à, khí hậu rất là tuyệt vời thứ sáu thì hạ xuống 74 độ và cơ hội trời mưa sẽ là 10 phần trăm cho ba ngày cuối weekend nhưng mà mưa nghĩa là khó ai biết được mây mù sẽ phủ đến lúc nào dạ, vâng. trời trên cao vẫn nhiều mây thưa quý vị và giới đầu tư hôm nay có vẻ như an tâm hơn bởi vì họ nghĩ rằng nhiều uh, hy lạp cuối cùng cũng phải chấp nhận những cái điều kiện khắt khe của quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra vì bây giờ quỹ tiền tệ quốc tế đã rõ ràng họ quyết tâm rồi dạ. anh chấp nhận hay là anh cút đi oh. một câu hơi nặng Yeah. nhưng mà họ nói với những cái người bộ trưởng tài chính mà có vẻ như là sắc láo với họ đó họ nói yeah. là một là anh ra hai là anh ở lại nếu anh ở lại thì coi uh, như là hệ thống uh, tiền tệ của anh vẫn tốt ngân hàng vì vì um, lạp sơn tưởng tượng xem lâu nay mình dựa vào đồng mỹ kim yeah, vâng. mà bây giờ tự nhiên họ nói chứ thôi bây giờ nếu mà anh không chấp nhận với cái tiền tệ của hoa kỳ thì anh cứ việc lập ra lạp sơn đô Oh. lạp sân đô thì không ai xài hết <laughs> thì, tự mình ôm lấy khổ mình lạp sân đô là sao lạp, sân đô cũng xài không bằng tiền âm phủ nữa. <laughs> vâng thưa quý vị và chính vì thế Dow Jones ngày hôm nay lên được 117 điểm Đó là cái điểm hiện nay như thế này Và họ nói rằng là Tình hình rồi cũng sẽ xong mà thôi Từ bây giờ ừ. đến tuần tới Tuy nhiên hôm qua chúng tôi nói chuyện là Bởi vì thứ sáu này là lễ 4th of July Dạ yeah, vâng. Wow thứ sáu này rồi thứ sáu này rồi ngân hàng thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa ừ và xem như phân lời sẽ không lóc được thứ sáu này cho nên quý vị có từ ngày hôm nay tới ngày mai để lóc được phân lời thấp nhất họ nói trong tuần lễ này trong tuần lễ này Bởi vì thôi. sau khi mà có trưng cầu dân ý và Hy Lạp chấp nhận với những điều khoản của Quỹ Tiền tệ Quốc tế rồi thì. Sau khi, khi lời... mà họ phục hồi lại rồi thì tiền phần lời, lời sẽ, sẽ lên, lên lại. trở lại Lựa <laughs> thêm cái giá tiền công trái phiếu tức là tiền bond Và vàng à, xuống 2 đồng 8, 1 chín đồng vàng vẫn tiếp tục xuống đậm Đây có phải là lúc để mua vàng dự trữ hay không thưa quý vị? Điều đó tùy mỗi người. Dư tiền thì cứ định mua. tại <laughs> sao làm sân cười. Không, em thấy anh nói chuyện về vốn quá. <laughs> anh nói xong rồi <laughs> tự mình trả lời. <laughs> thì, thì giới phân tích họ chỉ nói như thế thì mình cũng dựa thì, theo tùy, mình tùy nói thôi. Chứ bây giờ mình không phải. khuyên là chúng vị mua. Mua xong rồi lỗ rồi nói là anh Thủy kêu tôi mua rồi tôi lùi lỗ. Đúng Còn không mua đó thì quý vị à, nói đó. Tiếc quá anh Thủy biểu là đừng có anh mua. Anh Thủy không phải là nhà kinh tế gia. Anh anh Thủy chỉ nói tin thôi. <laughs> À, dầu xuống 1 đồng 58 sen, 57 đồng 89 sen. Chúng tôi trở lại ngay gửi đến quý vị con số tử vong cập nhật trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở Nam Dương. Mời quý vị cùng theo dõi.